Thứ tám, như ảnh nhẫn, Phật tử. Thế nào là như ảnh nhẫn của Đại Bồ Tát, Phật tử? Đại Bồ Tát này chẳng sinh ở thế gian, chẳng diệt ở thế gian, chẳng ở trong thế gian, chẳng ở ngoài thế gian, chẳng tu hành ở thế gian, chẳng phải chẳng tu hành ở thế gian, chẳng đồng nơi ở thế gian, chẳng khác nơi ở thế gian, chẳng qua lại ở thế gian, chẳng phải chẳng qua lại ở thế gian, chẳng trụ ở thế gian, chẳng phải chẳng trụ ở thế gian, chẳng phải là thế gian, chẳng phải là xuất thế gian. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào là như ảnh nhẫn của Đại Bồ Tát tu, các vị đệ tử của Phật? Vị Đại Bồ Tát này chẳng phải sinh tại thế gian, chẳng phải diệt tại thế gian, cũng chẳng phải ở trong thế gian, cũng chẳng phải ở ngoài thế gian. Đó là tự tại của Bồ Tát, vô cầu vô thúc, vô quái vô ngại, cho nên chẳng giống với phàm phu. Bồ Tát cũng chẳng phải tu hành tại thế gian, cũng chẳng phải chẳng tu hành tại thế gian, chẳng phải đồng nơi ở thế gian, chẳng phải khác nơi ở thế gian, chẳng phải qua lại ở thế gian, chẳng phải chẳng qua lại nơi thế gian, chẳng phải trụ nơi thế gian, chẳng phải chẳng trụ nơi thế gian, cũng chẳng phải tu pháp nhập thế, cũng chẳng phải tu pháp xuất thế gian, tức là ở giữa nhập thế xuất thế, xuất thế nhập thế. Chẳng tu hành Bồ Tát hạnh, chẳng xả bỏ đại nguyện, chẳng thật, chẳng không thật, tùy thường hành tất cả Phật Pháp, mà làm được tất cả việc thế gian, chẳng tùy theo dòng thế gian, cũng chẳng trụ dòng Pháp. Bồ Tát tùy tu hành Bồ Tát hạnh, nhưng cũng chẳng chấp trước Bồ Tát hạnh, cũng chẳng xả bỏ đại nguyện của Bồ Tát, pháp môn của Bồ Tát tu. Ngài cũng chẳng chấp trước là thật, cũng chẳng chấp là chẳng thật, tất cả đều không chấp trước. Bồ Tát tuy thường tu hành hết thảy tất cả Phật Pháp, mà biện lý được tất cả việc thế gian, cũng chẳng xả tục đế thế gian mà tu chân đế, tùy tu chân đế mà chẳng lìa tục đế thế gian. Ngài làm sở vô sự pháp thế gian, tức là pháp xuất thế gian, pháp xuất thế gian tức là pháp thế gian, chẳng có mọi sự phân biệt và mọi sự chấp trước. Bồ Tát tùy xử lý tất cả tục đế pháp thế gian, nhưng Ngài vẫn tùy duyên bất biến, chẳng có chấp trước, lại có thể bất biến tùy duyên, chẳng chấp trước vào dòng pháp. Ví như mặt trời mặt trăng, người nam người nữ, nhà cửa núi rừng sông suối, các thứ vật. Giống như mặt trời và mặt trăng, lại giống như người nam và người nữ, lại giống như nhà cửa và núi rừng, lại giống như sông ngòi và suối chảy, các thứ vật đều hiện bóng ở trong vật thanh tịnh, như trong dầu, trong nước, trong thân, trong châu báu, trong gương sáng. Phạm là vật thanh tịnh thì đều hiện ra hình bóng của nó, như ở trong dầu, ở trong nước, ở trong thân, ở trong châu báu, ở trong gương sáng. Bóng và dầu vân vân chẳng một, chẳng khác, chẳng lìa, chẳng hợp. Trong dòng nước chảy cũng chẳng bị trôi đi, ở trong ao giếng cũng chẳng bị chìm mất, tùy hiện ở trong đó mà không chấp trước. Bóng và dầu vân vân các thứ vật chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng lìa khỏi, chẳng hợp lại. Bóng và dầu ở trong nước cũng chẳng trôi đi, ở trong ao giếng cũng chẳng chìm đắm, tuy nhiên hiện ở trong đó bóng và dầu đều không chấp trước. Các chúng sinh biết ở nơi đây có bóng đó hiện, cũng biết ở nơi kia không có bóng như vậy. Vật xa vật gần tuy đều hiện bóng, bóng chẳng tùy vật mà có gần xa. Ở trước có nói tất cả chúng sinh biết ở nơi đây có bóng này hiện ra, cũng biết ở nơi kia chẳng có bóng như vậy. Vật xa và vật gần tuy đều hiện bóng, nhưng bóng chẳng tùy vật mà có gần xa, nghĩa là vật có gần xa mà bóng chẳng có ra. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, biết thân mình và thân họ tất cả đều là cảnh giới của trí, không cho là hai. Dòng mình và họ khác nhau, mà nơi cõi nước mình, nơi cõi nước họ đều khác biệt, một thời hiện khắp. Đại Bồ Tát cũng tình hình như thế, biết tâm thần của mình và tâm thần của người khác tất cả đều vì có trí huệ mới biết có cảnh giới như thế. Thân mình và thân họ không cho đó là hai, nói rằng thân mình và thân họ có sự phân biệt, mà đối với cõi nước của mình ở, đối với cõi nước của họ ở đều khác biệt, một thể hiện ra khắp đủ thứ cõi nước. Như trong hạt giống không có rễ mầm thân đốt nhánh lá, mà hay sinh ra các việc như thế, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, ở trong pháp không hai, phân biệt hai tướng phương tiện khéo léo thông đạt vô ngại. Giống như ở trong hạt giống vốn chẳng có rễ mầm thân đốt nhánh lá vân vân, mà hay sinh ra các việc như thế, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, ở trong pháp không hai, miễn cưỡng phân biệt có hai tướng, vốn chẳng có hai tướng,
nhưng dùng phương tiện khéo léo để nói thành hai tướng, thông đạt đạo lý hai mà chẳng hai, chẳng hai mà hai, viên dung vô ngại. Đó là Như Ảnh Nhẫn thứ 8 của Đại Bồ Tát. Đó tức là pháp môn nhẫn thứ 8 của Đại Bồ Tát gọi là Như Ảnh Nhẫn. Thứ 9 Như Hóa Nhẫn. Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn này, tuy chẳng qua đến 10 phương cõi nước mà có thể hiện khắp tất cả cõi Phật, cũng chẳng lìa đây, cũng chẳng đến kia, như bóng hiện khắp sở hành vô ngại, khiến cho các chúng sinh thấy thân khác nhau, đồng tướng kiên thật nơi thế gian, mà đây khác biệt, đây chẳng khác biệt, khác và chẳng khác, không có chướng ngại. Bồ Tát này từ nơi trùng tánh Như Lai mà sinh ra, thân loài và ý thanh tịnh vô ngại, nên đắc được thân vô biên sắc tướng thành tịnh. Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn này, sắc thân của Ngài tuy chẳng qua đến 10 phương cõi nước, mà có thể hiện khắp tất cả cõi Phật, cũng chẳng lìa khỏi cõi nước của mình ở, cũng chẳng đến cõi nước chư Phật. Giống như bóng hiện khắp mọi nơi có ánh sáng, Bồ Tát hành pháp môn này có thần thông tự tại thiên biến vạn hóa, do đó mà sở hành vô ngại, khiến cho tất cả chúng sinh nhìn thấy được thân Bồ Tát khác nhau, đồng như tướng kiên thật nơi thế gian. Tuy nhiên sự khác nhau đó, nhưng vẫn là một dạng, giống nhau và khác nhau chẳng có sự chướng ngại, do đó viên dung vô ngại, có thể nói là giống, cũng có thể nói là khác. Vị Bồ Tát này từ nơi trùng tánh của Phật mà sinh ra, thân cũng thanh tịnh, loài cũng thanh tịnh, và ý cũng thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh chẳng có chướng ngại, bởi vậy cho nên đắc được diệu sắc thân vô biên, sắc tướng thanh tịnh. Phật tử, thế nào là Như Hóa Nhẫn của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát này biết tất cả thế gian thành đều như hóa. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào là Như Hóa Nhẫn của Đại Bồ Tát tu? Các vị đệ tử của Phật, Ngài biết tất cả thế gian đều như hóa mà có chẳng thật. Đó là tất cả chúng sinh ý nghiệp hóa vì giác tưởng khởi lên, tất cả thế gian các hành vi hóa vì phân biệt khởi lên, tất cả khổ vui điên đảo hóa vì vọng chấp lấy sở khởi, tất cả thế gian chẳng thật pháp hóa vì lời nói sở hiện, tất cả phiền não phân biệt hóa vì tưởng nhớ khởi lên. Tất cả chúng sinh ý nghiệp chẳng thanh tịnh mà có biến hóa, giống như chúng ta hôm nay muốn làm việc này, ngày mai lại muốn làm việc khác. Hôm nay muốn xuất gia tu đạo, ngày mai lại muốn hoàn tục kết hôn. Đó tức là ý nghiệp hóa. Ý chẳng nhất định, chẳng có định lực, giữ yên không được, vẫn tùy thuận ý nghiệp biến hóa khởi lên. Đó tức là giác quán các ác khởi lên. Giác này chẳng phải là giác tốt, mà là ngu giác. Tức cũng là nghĩ muốn biết thế nào là ngu si, sao lại có thể đọa địa ngục, sao lại không thể giữ quy củ. Giác tưởng này tức là tà tri tà kiến. Có tà tri tà kiến rồi thì sẽ chi phối bạn điên đảo hồ đồ, cho nên tu đạo chẳng dễ dàng. Chúng ta người tu đạo phải nhận thức rõ ràng 6 tên tặc: mắt tai mũi lưỡi thân ý, đừng chạy theo chúng, vì chúng hay tạo ra cho bạn rất nhiều phiền não, khiến cho bạn sinh phiền não, khiến cho bạn sinh ra vô minh. Cho nên người tu đạo phải có chánh trì chánh kiến, lúc nào cũng phải nghĩ đến tu hành như thế nào, thành tựu đạo nghiệp như thế nào. Nghĩ tưởng như thế tức là chánh trì chánh kiến. Có chánh trì chánh kiến thì sẽ nghĩ tưởng thông suốt, sẽ buông bỏ đặng không còn chấp trước, do đó tâm không quái ngại. Nếu cứ nghĩ tà trì tà kiến thì làm gì cũng không tự chủ được, mà tùy theo cảnh giới chuyển. Khi bị cảnh giới chuyển thì sẽ điên đảo. Các vị phải đặc biệt chú ý, đừng bị cảnh giới chuyển mà phải chuyển cảnh giới. Chìa khóa tu đạo là tại chỗ này. Thế gian tất cả hết thảy các hành vi hóa, tức cũng là hết thảy tất cả hành vi của chúng sinh. Tại sao thế gian có những hành vi khác nhau như thế? Vì do trong tâm của chúng sinh phân biệt mà sinh ra. Chúng sinh thế gian lấy khổ làm vui, lấy vui làm khổ, vui là nhân của khổ, khổ là quả của vui. Cho nên người tu đạo phải tu khổ hạnh thì tương lai sẽ đắc được khoái lạc chân chánh, thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn. Người không tu hành chỉ tạm thời được khoái lạc nhưng phải thọ khổ sở lâu dài. Tại sao phải đọa địa ngục? Vì tham đồ khoái lạc của thế gian. Tại sao phải sinh về trời? Vì khi tu hành thì thọ khổ. Chúng sinh chẳng minh bạch đạo lý này, cứ làm những việc điên đảo, chỉ tham đồ khoái lạc trước mắt, chẳng cầu khoái lạc vĩnh cửu. Chúng sinh ngu si, chẳng muốn tạm thời thọ khổ mà muốn thọ khổ vĩnh viễn. Đây tức là điên đảo hóa. Lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, nhận giặc làm con,
đó là do vọng chấp lấy sở sinh khởi. Tất cả hết thảy thế gian đều chẳng thật tại, đều là huyễn hóa, đó là do lời nói biểu hiện. Phàm là do lời nói sở hiện thì đều không rốt ráo, cho nên nói chẳng phải là thật pháp. Người thế gian đều chạy theo sau phiền não, có phiền não rồi thì có sự phân biệt, có phân biệt rồi thì liền có phiền não. Tại sao có phiền não? Vì có vọng tưởng. Có vọng tưởng rồi thì liền có phân biệt, cho nên nói do vọng niệm khởi lên. Lại có thanh tịnh điều phục hóa, vì không phân biệt sở hiện, nơi ba đời không chuyển hóa, vì vô sanh bình đẳng. Bồ Tát nguyện lực hóa, vì tu hành rộng lớn. Như Lai đại bi hóa, vì phương tiện thị hiện. Chuyển pháp luân phương tiện hóa, vì trí huệ vô ý biện tài sở thuyết. Lại có một sự biến hóa thanh tịnh điều phục chúng sinh, giao hóa chúng sinh, đó là do chẳng có tâm phân biệt biểu hiện. Tại sao ở trong ba đời không thể chuyển hóa? Vì có pháp môn vô sanh bình đẳng. Bồ Tát dùng đại nguyện đại lực để giáo hóa chúng sinh. Làm thế nào để đắc được đại nguyện đại lực? Vì pháp Bồ Đề tâm rộng lớn, chân thật tu hành. Phật có tâm đại bi, nhổ sạch khổ của chúng sinh, dùng đủ thứ phương tiện khéo léo để thị hiện giáo hóa chúng sinh. Pháp Bồ Đề tâm tu vô thượng đạo, thường chuyển diệu pháp luân phương tiện giáo hóa chúng sinh. Người có đại trí huệ mới chuyển được bánh xe pháp, còn cần phải có tinh thần đại vô ý, cần phải có cảnh giới biện tài vô ngại mới có thể giảng kinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích Phật pháp. Bồ Tát như vậy biết rõ thế gian, xuất thế gian hóa, biết hiện chứng, biết rộng lớn, biết vô biên, biết như việc, biết tự tại, biết chân thật, chẳng hư vọng, thấy có thể huynh động được tùy sở hành thế gian, cũng chẳng hoại mất. Bồ Tát biết rõ huyễn hóa của thế gian và xuất thế gian rồi, biết hiện chứng, biết rộng lớn, biết vô biên, biết như việc, biết tự tại, biết chân thật, chẳng phải kiến giải hư vọng có thể huynh động được, nghĩa là không thể lay động được. Bồ Tát tùy nhiên, tùy thuận tục đế của thế gian để xử lý tất cả mọi việc, nhưng vẫn không hại chân đế. Tùy thuận nơi sự mà chẳng ngại nơi lý, tùy thuận nơi lý mà chẳng ngại nơi sự, sự lý, viên dung, chân giả chẳng hai. Cho nên mới nói, cũng chẳng hư hoại mất. Sự bất hoại này, có thể nói bất hoại tục đế, do đó chân chẳng lìa tục, lại có thể nói chẳng hoại chân đế, do đó tục chẳng lìa chân. Ví như hóa chẳng từ tâm khởi, chẳng từ tâm pháp khởi, chẳng từ nghiệp khởi, chẳng thọ quả báo, chẳng phải thế gian sinh, chẳng phải thế gian diệt, chẳng thể theo đuổi, chẳng thể xúc chạm, chẳng thể ở lâu, chẳng thể ở giây lát, chẳng hành thế gian, chẳng lìa thế gian, chẳng chuyên về một phương, chẳng thuộc khắp các phương, chẳng hữu lượng, chẳng vô lượng, chẳng nhàm chẳng nghỉ, chẳng phải không nhàm nghỉ, chẳng phàm chẳng thánh, chẳng nhiễm chẳng tịnh, chẳng sinh chẳng chết, chẳng trí chẳng ngu, chẳng thấy chẳng không thấy, chẳng nương thế gian, chẳng vào pháp giới, chẳng thông minh chẳng đần độn, chẳng lấy chẳng không lấy, chẳng sinh tử chẳng niết bàn, chẳng có chẳng không có. Giống như biến hóa, biến hóa là từ không hóa có, từ có hóa không, biến hóa vô cùng. Tuy nhiên là tâm khiến nó biến hóa, nhưng hóa ở đây chẳng phải tâm, cho nên nói hóa chẳng từ tâm khởi, cũng chẳng phải từ tâm pháp khởi, cũng chẳng phải từ nghiệp khởi, cũng chẳng thọ quả báo gì hết, chẳng phải từ thế gian sinh ra, cũng chẳng phải từ thế gian diệt. Biến hóa ở đây vốn chẳng có, không thể theo đuổi, không thể xúc chạm. Biến hóa ở đây chẳng phải ở lâu, chẳng phải ở tạm, chẳng phải hành nơi thế gian, chẳng phải lìa nơi thế gian. Biến hóa ở đây chẳng chuyên về một phương, cũng chẳng pháp thuộc về nhiều phương, chẳng phải hữu lượng, chẳng phải vô lượng, cũng chẳng nhàm mỏi, cũng chẳng nghỉ ngơi. Chẳng phải chẳng nhàm mỏi, chẳng phải chẳng nghỉ ngơi. Biến hóa ở đây cũng chẳng thuộc về phàm phu, cũng chẳng thuộc về thánh nhân, cũng chẳng thuộc về pháp nhiễm, cũng chẳng thuộc về pháp tịnh. Biến hóa ở đây cũng chẳng có sinh, cũng chẳng có chết, cũng chẳng phải trí huệ, cũng chẳng phải ngu si, chẳng phải thấy, cũng chẳng phải chẳng thấy. Biến hóa ở đây cũng chẳng phải nương thế gian mà sinh, cũng chẳng phải vào pháp giới, chẳng phải thuộc về thông minh, chẳng phải thuộc về ngu si, cũng chẳng lấy, cũng chẳng không lấy. Biến hóa ở đây cũng chẳng thuộc về sinh tử, cũng chẳng thuộc về niết bàn, cũng chẳng thuộc về có, cũng chẳng thuộc về chẳng có. Bồ Tát phương tiện khéo léo như vậy, tu hành nơi thế gian, tu Bồ Tát đạo, biết rõ pháp thế gian, phân thân hóa vãng,
chẳng chấp thế gian, chẳng thủ lấy thân mình. Nơi thế gian, nơi thân mình không có phân biệt, chẳng trụ thế gian, chẳng lìa thế gian, chẳng trụ nơi pháp, chẳng lìa nơi pháp. Vì nhờ nguyện xưa mà chẳng xả bỏ một cõi chúng sinh nào, chẳng điều phục ít cõi chúng sinh, chẳng phân biệt pháp, chẳng phải không phân biệt. Biết các pháp tánh không đến không đi, tuy không chỗ có mà đầy đủ Phật pháp. Biết rõ pháp như hóa, chẳng có chẳng không. Bồ Tát giống như sự biến hóa như vậy, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo tu hành nơi thế gian, hành Bồ Tát đạo. Biết rõ tất cả pháp thế gian, hay phần thần hóa vãng đến mười phương cõi nước chư Phật. Tại mười phương thế giới, chẳng trụ vào nơi thế gian, cũng chẳng chấp lấy thân thể của mình, chẳng có ngã chấp, chẳng có pháp chấp. Cho nên đối với pháp thế gian, đối với thân tướng của mình, chẳng có sự phân biệt, cũng chẳng trụ vào thế gian, cũng chẳng lìa khỏi thế gian, cũng chẳng trụ nơi pháp tướng, cũng chẳng lìa khỏi pháp tướng. Bồ Tát nhờ vào nguyện đường xưa kia của mình đã phát, cho nên chẳng xả bỏ một cõi chúng sinh nào, chẳng điều phục ít cõi chúng sinh, chẳng phân biệt nơi pháp, cũng chẳng phải chẳng phân biệt pháp. Biết tất cả pháp tánh, chẳng có một thể tánh, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Tuy nhiên pháp tánh là không chỗ có, nhưng vẫn dùng phương tiện khéo léo để dễ nói diệu pháp của chư Phật nói, khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ Phật pháp. Bồ Tát biết rõ đạo lý của tất cả các pháp, như huyễn như hóa, chẳng có chẳng không. Phật tử khi đại Bồ Tát an trụ như hóa nhẫn như vậy, thì đều được đầy đủ đạo bồ đề của tất cả chư Phật, lợi ích chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật khi đại Bồ Tát an trụ như hóa nhẫn như vậy, thì ngài được đầy đủ đạo bồ đề của tất cả chư Phật tu hay lợi ích tất cả chúng sinh. Đó gọi là như hóa nhẫn thứ 9 của đại Bồ Tát. Đó tức là pháp môn nhẫn thứ 9 của đại Bồ Tát tu, gọi là như hóa nhẫn. Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn này, phàm có làm gì đều giống như hóa. Ví như hóa sĩ ở trong tất cả cõi Phật không chỗ nương trụ, ở trong tất cả thế gian không có thủ trước. Đối với tất cả Phật pháp không sinh không diệt, mà hướng về Phật Bồ Đề không có lười mỏi, tu Bồ Tát hạnh lìa các điên đảo, tuy không có thân mà hiện tất cả thân, tuy không chỗ ở mà ở các cõi nước, tuy không có sắc mà hiện khắp các sắc, tuy chẳng chấp thực tế mà chiếu rõ pháp tánh bình đẳng viên mãn. Khi đại Bồ Tát thành tựu thứ nhẫn này, thì bất cứ làm gì cũng đều giống như huyễn hóa, cho nên chẳng chấp trước, chẳng bị cảnh giới chuyển. Ví như hóa sĩ đối với tất cả cõi nước chư Phật không chỗ nương trụ. Tại sao? Vì nó là biến hóa, cõi nước biến hóa không thể nương tựa, không thể an trụ đối với tất cả thế gian không thủ trước. Tại sao? Vì nó là biến hóa, thế gian biến hóa không thể chấp, không thể trước, mà là độc lập đối với tất cả Phật pháp, chẳng sinh phân biệt, nhưng hướng về Phật Bồ Đề chẳng có khi nào giải đãi. Chẳng giống như phàm phu chúng ta tu hành 2 ngày rưỡi, cảm thấy chẳng thành tựu thì bỏ sự tu hành hoặc giải đãi. Mọi người phải biết đạo lý không tu thì không đắc, do đó ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, nghĩa là ai chịu thật tâm tu hành thì người đó đến được cảnh vui bờ bên kia. Tu hành Bồ Tát hạnh mới xa lìa tất cả điên đảo mộng tưởng. Bồ Tát vốn là người không pháp không, chẳng chấp trước cái ta, chẳng chấp trước pháp. Tất nhiên chẳng chấp trước cái ta, vậy là chẳng có thân. Tuy nhiên chẳng có thân nhưng vẫn thị hiện tất cả thân, tuy không chỗ ở mà vẫn ở trong mười phương cõi nước chư Phật. Tuy chẳng chấp trước về sắc mà vẫn hiện khắp trong các sắc. Tuy nhiên chẳng chấp vào thật tế lý thể mà trí huệ quang minh chiếu khắp pháp tánh, vừa bình đẳng vừa viên mãn. Phật tử đại Bồ Tát này, nơi tất cả pháp không chỗ y chỉ, gọi là bậc giải thoát. Tất cả lỗi lầm thảy đều xả lìa, gọi là bậc điều phục. Chẳng động chẳng chuyển và khắp tất cả chúng hội của Như Lai, gọi là bậc thần thông. Nơi pháp vô sanh đã được khéo léo, gọi là bậc không thối chuyển. Đủ tất cả lực tu di thiết vi, không thể làm chướng ngại được, gọi là bậc vô ngại. Các vị đệ tử của Phật, vị đại Bồ Tát này đối với tất cả các pháp không chỗ y chỉ, vì chẳng còn chấp trước cho nên pháp cũng không nương tựa. Có người nói, tôi phải học Bồ Tát chẳng y chỉ vào pháp, tôi chẳng cần học Phật pháp, vì tôi đối với tất cả pháp không chỗ y chỉ. Kiến giải của bạn thật là cao minh, nhưng trí huệ của bạn vẫn không đủ, vẫn là ngu si. Tại sao? Vì Bồ Tát đã minh bạch tất cả các pháp,
nên hay thủ nơi pháp hay dùng nơi pháp. Pháp với pháp là viên dung vô ngại, cho nên ngài chẳng y trì nơi pháp. Phải biết Bồ Tát phương tiện dụng pháp, giống như dụng nước, khoang đào hướng đông thì chảy hướng đông, khoang đào hướng tây thì chảy hướng tây, lúc nào dùng thì lúc đó có, do đó lấy không hết, dùng không cạn. Bồ Tát có cảnh giới biện tải vô ngại, hỏi gì thì biết đó, có hỏi thì đáp. Đạo lý bạn không hiểu mà ngài hiểu. Nếu bạn đạt đến trình độ này thì mới có thể không y trì vào pháp. Hiện tại bạn một pháp cũng không thông, thế nào là chân như, thế nào là thật tướng vẫn không hiểu rõ ràng, đã không minh bạch, không biết thì nên y vào pháp tu hành. Nếu vào sâu được tạng kinh thì trí huệ như biển, lúc đó mới có thể không y trì vào pháp. Bồ Tát đối với tất cả các pháp không chỗ y trì, đây tức là Bồ Tát giải thoát. Vì ngã pháp cả hai đều không, cho nên đối với tất cả lỗi lầm thầy đều xả lìa, đây tức là Bồ Tát điều phục. Điều phục gì? Điều phục thân, điều phục tâm, điều phục tất cả lỗi lầm. Bồ Tát chẳng động chẳng chuyển, chẳng động bổn tòa, mà đến khắp đạo tràng chúng hội của mười phương chư Phật, nghe kinh nghe pháp, đây tức là Bồ Tát thần thông. Bồ Tát đối với vô sanh pháp nhẫn đã đắc được phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, đây tức là Bồ Tát bất thối. Bất thối cái gì? Bất thối chuyển quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát đầy đủ tất cả sức lực, dù núi Tu Di và núi Thiết Vi cũng không thể chướng ngại được. Sức lực này phá hoại được vật kiên cố và sâu được chất kim cang. Tóm lại, bất cứ vật gì cũng không chướng ngại được. Đây là Bồ Tát vô ngại. Thứ 10. Như không nhẫn. Phật tử thế nào là như không nhẫn của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào là như không nhẫn của Đại Bồ Tát tu? Làm thế nào xem tất cả như hư không? Hư không chẳng có hình chất, chẳng có chướng ngại. Hư không là không, chẳng có gì hết, cũng là chẳng có gì mà không có. Thoạt nhìn chẳng có gì hết, phân tích lại thì cái gì cũng có. Đó là đạo lý chân không diệu hữu. Phật tử Đại Bồ Tát này thấu rõ tất cả pháp giới như hư không vì vô tướng, tất cả thế giới như hư không vì không khởi, tất cả pháp như hư không vì không hai, tất cả chúng sinh hành như hư không vì vô sở hành, tất cả Phật như hư không vì không phân biệt, tất cả Phật lực như hư không vì không khác biệt, tất cả thiền định như hư không vì bát đời bình đẳng, sở thuyết tất cả pháp như hư không vì không thể nói, tất cả thân Phật như hư không vì vô trước vô ngại. Bồ Tát dùng phương tiện như hư không như vậy thấu rõ tất cả pháp đều không chỗ có. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này, ngài tu pháp môn như không nhẫn, biết rõ chín cảnh giới dưới đây. Một, biết rõ tất cả pháp giới giống như hư không, vì pháp giới chẳng có hình tướng. Hai, biết rõ tất cả thế giới giống như hư không, vì chẳng có sinh khởi. Ba, biết rõ tất cả pháp giống như hư không, vì pháp chẳng có một, cũng chẳng có hai. Bốn, biết rõ hành vi của tất cả chúng sinh giống như hư không, vì hành vô sở hành. Năm, biết rõ tất cả chư Phật giống như hư không, vì chẳng có phân biệt giữa Phật, chúng sinh và pháp. 6. Biết rõ tất cả Phật lực giống như hư không, vì chẳng có gì khác nhau. 7. Biết rõ tất cả thiền định giống như hư không, vì ba đời quá khứ, vị lai hiện tại đều là bình đẳng. 8. Biết rõ chư Phật nói tất cả pháp giống như hư không, vì bồn thể của pháp không thể nói. 9. Biết rõ thân và tất cả chư Phật giống như hư không, vì chẳng có chấp trước và chẳng có chướng ngại. Các vị phải hiểu rõ ý nghĩa giống như hư không, bổn lai chẳng phải hư không, giả tưởng nó là hư không thì giống như hư không, vì nó chẳng phải hư không, bạn nghĩ nó là hư không, cho nên phải nhẫn. Bạn muốn nhận thức cảnh giới này thì nhận thức được, đó tức là nhẫn. Bồ Tát biết rõ tất cả đều là hư không, dùng pháp môn phương tiện như hư không để minh bạch tất cả pháp, bổn lai đều là không chỗ có. Không chỗ có tức là không, tất nhiên là không, thì không còn có pháp chấp và ngã chấp. Ngã chấp và pháp chấp đều không còn nữa, thì đó chẳng phải hư không thì là gì? Phật tử Đại Bồ Tát dùng trí như hư không nhẫn, khi thấu rõ tất cả pháp thì đắc được thân, thân nghiệp như hư không, đắc được lời, lời nghiệp như hư không, đắc được ý, ý nghiệp như hư không. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát dùng trí huệ như hư không nhẫn, khi thấu đạt tất cả pháp thì đắc được thân như hư không, bất cứ ở trong tĩnh hoặc ở trong động
đều chẳng thể đắc được thân tướng. Vì không thể đắc được thân tướng cho nên thân cũng chẳng có nghĩa. Đắc được lời như hư không vì không có lời để nói cho nên lời cũng chẳng có nghĩa. Đắc được ý như hư không vì không chấp trước cho nên ý cũng chẳng có nghĩa. Ví như hư không, tất cả pháp nương tựa chẳng sinh chẳng diệt. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tất cả pháp thân không sinh không diệt. Ví như hư không không thể phá hoại, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trí huệ các lực không thể phá hoại. Ví như hư không, chỗ nương tựa của tất cả thế gian mà không chỗ nương tựa, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chỗ nương tựa của tất cả các pháp mà không chỗ nương tựa. Ví như hư không, không sinh không diệt hay giữ gìn tất cả thế gian sinh diệt, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không hướng không đắc hay thị hiện hướng đắc, khiến khắp thế gian tu hành thanh tịnh. Ví như hư không tuy là chỗ nương tựa của tất cả pháp nhưng không sinh không diệt, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tất cả pháp thân cũng không sinh không diệt. Ví như hư không không thể phá hoại được, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trí huệ và mười lực của Bồ Tát không thể phá hoại được. Ví như hư không tuy là chỗ nương tựa của tất cả thế gian nhưng hư không không chỗ nương tựa, chẳng có chấp trước. Ví như hư không tuy không sinh cũng không diệt nhưng hay giữ gìn tất cả thế gian sinh diệt, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy chẳng có sở hướng chẳng có sở đắc nhưng hay thị hiện sở hướng sở đắc, khiến khắp hết thảy chúng sinh tất cả thế gian tu hành pháp môn thanh tịnh. Ví như hư không không vuông không góc mà hay hiện hiện vô biên vuông góc, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không nghiệp không báo mà hay hiện bày đủ thứ nghiệp báo. Ví như hư không chẳng đi chẳng đứng mà hay thị hiện đủ thứ oai nghi, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng đi chẳng đứng mà phân biệt được tất cả các hành. Ví như hư không chẳng có sắc chẳng không sắc mà hay thị hiện đủ thứ các sắc, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng thế gian sắc chẳng xuất thế gian sắc mà hay thị hiện tất cả các sắc. Ví như hư không chẳng lâu chẳng gần mà hay ở lâu hiện tất cả vậy, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng lâu chẳng gần mà hay ở lâu hiện bày các hạnh của Bồ Tát tu hành. Ví như hư không tuy không có vuông cũng không có góc mà hay hiện hiện vô biên vuông và góc, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy bổ thân không có nghiệp cũng không có báo mà hay hiện bày đủ thứ nghiệp và báo. Ví như hư không tuy chẳng có đi cũng chẳng có đứng mà hay thể hiện đủ thứ oai nghi, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy chẳng cần đi đến chỗ nào cũng chẳng cần đứng ở chỗ nào mà phân biệt được tất cả hạnh môn của sở hành. Ví như hư không tuy chẳng phải sắc cũng chẳng phải không sắc mà hay thể hiện đủ thứ tất cả các sắc, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy chẳng phải nhan sắc thế gian cũng chẳng phải nhan sắc xuất thế gian mà hay thể hiện tất cả các sắc pháp. Ví như hư không, nói nó là xa chăng, bên cạnh chúng ta có hư không, nói nó gần chăng, giơ tay ra nắm chẳng được hư không. Cho nên nói hư không chẳng phải xa, cũng chẳng phải gần, mà hư không hay chỗ lâu dài không lúc nào bị phá hoại. Tại sao? Vì nó là hư không, không có gì cả, làm sao phá hoại được. Chúng ta phải chú ý chỗ này. Tại sao chúng ta có vô minh, có phiền não? Vì chúng ta chẳng giống như hư không, do đó tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung, ngộ triệt bổn lai thể, nhất thông nhất thiết thông. Nghĩa là tự tánh như hư không, chân vọng ở bên trong, thấu triệt thể xưa nay, một thông tất cả đều thông. Hư không chẳng những trụ lâu dài mà còn hay hiện ra tất cả sự vật, nhỏ như hạt bụi lơ lửng trong hư không, lớn như sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc, đều bao quát ở trong hư không, không cách chi phá hoại được hư không. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cũng chẳng xa, cũng chẳng gần, mà thường trụ lâu ở đời hiện bày tất cả hạnh của Bồ Tát tu hành. Ví như hư không, chẳng sạch, chẳng dơ, chẳng lìa sạch dơ, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng chướng, chẳng không chướng, chẳng lìa chướng, không chướng. Ví như hư không, tất cả thế gian đều hiện ra ở trước, chẳng hiện ở trước tất cả thế gian, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tất cả các pháp đều hiện ra ở trước, chẳng hiện ra trước tất cả các pháp. Ví như hư không và khắp tất cả mà không bờ mé, Đại Bồ Tát cũng là như thế, và khắp các pháp mà tâm Bồ Tát không có bờ mé. Ví như hư không nó sạch chăng cũng chẳng phải, nó dơ bẩn chăng lại chẳng phải, như hư không chẳng liệt sạch và dơ,
Hiện tại tuy không khí bị ô nhiễm, nhưng hư không vẫn sạch. Đại Bồ Tát cũng là như thế, không thể nói chẳng có chướng ngại, lại không thể nói chẳng phải không có chướng ngại. Tại sao? Vì chẳng lìa khỏi chướng ngại, cho nên không có chướng ngại. Ý như hư không, tuy tất cả thế gian đều hiện ra ở trước hư không, nhưng chẳng phải hư không hiện ra ở trước tất cả thế gian. Tại sao? Vì hư không chẳng có gì cả, làm sao có thể hiện? Đại Bồ Tát cũng là như thế, tuy tất cả các pháp đều hiện ra ở trước Bồ Tát, nhưng Bồ Tát không thể hiện ra trước tất cả các pháp. Ví như hư không tuy vào khắp tất cả mà không có bờ mé, Đại Bồ Tát cũng là như thế, vào khắp các pháp thật tướng mà tâm nguyện của Bồ Tát không có bờ mé, không có giới hạn. Tại sao? Vì những gì Bồ Tát làm giống như hư không, những sự tu tập, những sự nghiêm tịnh, những sự thành tựu, thầy đều bình đẳng, một thể một vị, một thứ phân lượng. Như hư không thanh tịnh khắp tất cả mọi nơi, chứng biết tất cả các pháp như vậy, nơi tất cả pháp không có sự phân biệt. Nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, viên mãn tất cả không chỗ nương tựa thân, thấu rõ tất cả phương hướng không có sự mê hoặc, đủ tất cả các lực không thể phá hoại, đầy đủ vô biên tất cả công đức, đã đến được nơi thâm sâu của tất cả các pháp, thông đạt tất cả đạo ba la mật, ngồi khắp tất cả tòa kim cương, phát ra khắp tất cả âm thanh tùy loại, vì tất cả thế gian chuyển bánh xe pháp chưa từng thất thời. Những tình hình như vậy là do duyên cớ gì? Vì những gì Bồ Tát làm đều giống như hư không, những sự tu tập, những sự nghiêm tịnh, những sự thành tựu đều giống như hư không, đều là bình đẳng, một thể, thể tánh chân như thật tướng, một vị, vị giải thoát, một thứ phân lượng thanh tịnh giống như hư không, để khắp tất cả mọi nơi chứng biết tất cả các pháp như vậy, đều thấu rõ được đối với tất cả các pháp chẳng có sự phân biệt. Bồ Tát hay trang nghiêm thành tịnh tất cả cõi nước chư Phật, viên mãn tất cả không chỗ nương tựa thân, thấu rõ tất cả phương hướng chẳng có lúc nào mê hoặc, đầy đủ tất cả sức lực không thể bị phá hoại, đầy đủ tất cả vô biên công đức, đã đến được chỗ tất cả pháp thâm sâu vi diệu, thông đạt tất cả đạo ba la mật, đến bờ kia với khắp tất cả bảo tòa kim cang, phát ra khắp tất cả âm thanh tùy loại, đều hiểu được các vị tất cả chúng sinh thế gian chuyển bánh xe pháp không khi nào thất thời. Đó là như không nhẫn thứ 10 của Đại Bồ Tát. Đó tức là pháp môn nhẫn thứ 10 của Đại Bồ Tát tu, gọi là như không nhẫn. Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn này, đắc được thân không đến vì thân không đi, đắc được thân không sinh vì không diệt, đắc được thân bất động vì không hại, đắc được thân chẳng thật vì lìa hư vọng, đắc được thân một tướng vì vô tướng, đắc được thân vô lượng vì Phật lực vô lượng, đắc được thân bình đẳng vì đồng như tướng, đắc được thân vô sai biệt vì bình đẳng quán ba đời, đắc được thân đến tất cả mọi nơi vì mất tịnh bình đẳng chiếu không chướng ngại, đắc được thân lìa dục tế vì biết tất cả pháp không hợp tan. Đại Bồ Tát thành tựu 10 thứ nhẫn này rồi, lại đắc được 12 thứ thân, thậm chí đắc được vô lượng vô biên sắc thân. Phàm phu chúng ta tại sao không có sắc thân như thế? Vì chúng ta không thể nhẫn. Tại sao không thể nhẫn? Vì chúng ta cho rằng tất cả thế gian đều là chân thật, cho nên không thể nhẫn. Giả như bị người mắng một câu thì chịu không được, giả như bị người nói một câu thì nhẫn không được. Như có người nói người nào đó là chó thì người này chắc chắn sẽ không vui. Sao bạn lại mắng người? Giả thiết ban đầu tên gọi của con người là chó, tên gọi chó là người. Hiện tại giả như có người nói bạn là người thì bạn cũng chẳng vui, bèn sinh ra phiền não. Tại sao mắng tôi là người? Cho nên nói danh từ là giả danh, vì giả danh nên nhìn không thấu suốt, buông bỏ chẳng đặng, nên nói là mắng tôi, mắng bạn, mắng họ, có nhiều phiền não như thế. Nhưng nếu chẳng chấp trước cái tôi thì chẳng chấp trước về thân, cũng chẳng có tâm chấp trước, chẳng có mọi sự chấp trước. Lúc đó có người mắng tôi thì tôi xem như họ ca hát để thưởng thức, nghĩ được như vậy thì chẳng có phiền não. Chúng ta học Phật Pháp là học chữ nhẫn này. Tôi thường nói, nhẫn là báu vô giá. Mọi người đối không tốt, nếu thường hay nhẫn được, mọi việc đều tốt đẹp. Nhẫn này là nhẫn những gì người khác không nhẫn được, thọ những điều người khác thọ không được, ăn những gì người khác không ăn được, mặc những gì người khác không mặc được. Pháp môn này phải thật hành chân thật, không phải chỉ nói suông là được. Do đó có câu Bồ Tát sợ nhân không sợ quả, phàm phu sợ quả không sợ nhân. Khi Bồ Tát tại nhân địa
làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất cẩn thận, sợ sai lầm nhân quả. Khi ngài thọ quả báo thì rất hoan hỷ tiếp thọ, không một lời than oán. Phàm phu khi trồng nhân thì chẳng sợ gì cả, tùy tiện có thể giết người, phóng lửa, nói với người những lời tệ bạc, mắng chửi người hoặc ác ý phê bình người. Khi thọ quả báo thì mới cảm thấy đáng sợ. Có người nói, tại sao tôi phải khổ thế này? Là vì trước kia bạn đã trồng xuống nhân này cho nên phải thọ quả này. Thế giới hiện nay, tại sao các nơi phát sinh tai nạn? Vì chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Người chẳng hiểu nhân quả, bất cứ sự việc gì cũng đều đấu tranh với người. Tranh với người, càng đấu tranh thì oán cửu càng sâu, càng tranh thì thị phi càng nhiều. Chúng ta người học Phật Pháp nên nhớ, không thể đấu với người, càng không thể tranh với người. Do đó, tranh thì chẳng đủ, nhường thì có dư, thiệt thòi tức là chiếm tiện nghi. Đây là nói về kinh nghiệm. Bồ Tát thành tựu nhẫn này, một đắc được thân không từ đâu đến, vì không chỗ đi, tức cũng là không đến, không đi. Hai đắc được thân không sinh, vì chẳng có diệt. Có sinh thì có diệt, nếu chẳng có sinh thì cũng chẳng có diệt. Ba đắc được thân bất động, vì chẳng có hoại, tất nhiên chẳng hoại, sao lại có động. Bốn đắc được thân không thật, vì lìa khỏi hư vọng. Bồ Tát cảm thấy thân thể của mình chẳng phải thật tại, cho nên lìa khỏi hư vọng. Năm đắc được thân một tướng, vì vô tướng. Bồ Tát không còn tướng ta, thậm chí một tướng cũng không có. Sáu đắc được thân vô lượng, vì Phật lực vô lượng. Bảy đắc được thân bình đẳng, vì đồng như tướng, cho nên chẳng có sự bất bình đẳng. Tám đắc được thân vô sai biệt, vì bình đẳng quán ba đời không phân biệt. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại chẳng có thân bất đồng. Chín đắc được thân đến tất cả mọi nơi, vì mắt tịnh bình đẳng chiếu không chướng ngại. Bồ Tát vì tu hành Bồ Tát đạo, cho nên đắc được sắc thân thiên biến vạn hóa, đến đâu cũng không có sự hạn chế. Phàm là nơi nào có duyên với Bồ Tát, Bồ Tát đều thị hiện thân đến độ chúng sinh. Thân lớn như cõi Phật, thân nhỏ như hạt bụi. Tại sao? Vì Bồ Tát đắc được thiên nhãn, nhược nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn thanh tịnh, dùng bốn thứ mắt thanh tịnh này để chiếu khắp mà chẳng có mọi sự chướng ngại gì. Thanh tịnh tức là trong tâm chẳng có tư tưởng nhiễm ô, tức cũng là chẳng có niệm tham, chẳng có niệm dục, chẳng có niệm dâm. Như thế tức là đắc được mắt pháp thanh tịnh pháp nhãn. Mắt pháp thanh tịnh này hay quan sát tận hư không khắp pháp giới, hết thảy tất cả mọi nơi, có chúng sinh nào đáng được độ thì Bồ Tát liền thị hiện thần trước họ để độ họ. Một số người khi chưa đắc được mắt pháp thanh tịnh, khi tụng kinh thì cần nhìn kinh để tụng. Người đắc được còn mắt pháp thanh tịnh, khai mở mắt pháp thanh tịnh, quan sát tận hư không khắp pháp giới đều là đạo tràng, đều là chúng hội. Mười phương chư Phật đang ở đó giảng kinh thuyết pháp, mười phương Bồ Tát đang ở đó giảng kinh thuyết pháp. Cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn. Người mắt pháp thanh tịnh muốn niệm kinh tụng kinh, có thể nhìn một cái thì thấu rõ tất cả các pháp thời tướng, không cần mở kinh ra để tụng để đọc. Ai muốn khai mở mắt pháp thanh tịnh thì phải thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển, thì chẳng có mọi sự chướng ngại. Người đắc được mắt pháp thanh tịnh, nhìn bất cứ cái gì thì thông suốt cái đó, nhìn thấu suốt qua tường luôn mà không bị chướng ngại. Các núi lớn cũng nhìn thấu suốt được. Tóm lại, bất cứ vật gì cũng không cản che được. Người đắc được mắt pháp thanh tịnh, quan sát trong tâm người khác đang nghĩ gì đều biết được rõ ràng, nhưng không cần nói với họ: ê, hiện tại tôi biết bạn đang nghĩ gì. Như vậy thì mọi người chẳng dám gần gũi bạn. Tại sao? Vì sợ bạn biết được hết bí mật của họ, cho nên phải hòa quang hỗn tục giống như họ. Giống như có bảo châu phải cất ở trong túi áo, không thể cầm ra cho người xem. Nếu khoe rằng bảo châu của tôi giá trị vô cùng, khi bị kẻ trộm biết được nhất định sẽ bị trộm mất. Do đó phải cẩn thận giữ bí mật thì mới bình an vô sự, hòa bình với nhau. Có mắt pháp thanh tịnh, tuy nhiên không bị người lấy trộm đi, nhưng có người sinh tâm đố kỵ: sao tôi chẳng có? Tôi xuất gia đã nhiều năm, dụng công tu đạo, nghiêm trì giới luật, ngày ăn một bữa trưa, ngủ ngồi, tại sao chẳng có cảnh giới này? Tại sao họ lại có? Do đó trong tâm không được vui, đứng ngồi không yên, chẳng phải tử vị là đố kỵ hoặc là chướng ngại. Chính mình cũng không biết rõ rốt ráo tại sao, cũng chẳng biết,
cho nên phải hòa quang, ôn hòa. Biểu hiện bên ngoài phải giống như họ, đừng khoe khoang phô trương trí huệ của mình, đừng hiển lộ ra ngoài, như thế thì chẳng có sự phân tranh. Họ và bạn giống nhau thì họ chẳng sinh đố kỵ, chẳng sinh chướng ngại. Các bạn sẽ không tin tại sao có người đố kỵ tôi, chướng ngại tôi, vì tôi và họ chẳng giống nhau. Họ cảm thấy tôi là người kỳ quái, ngày chỉ ăn một bữa, ngủ ngồi hàng ngày đáp y. Sau đó họ nói người này quá ngu si, ngày ăn một bữa, làm sao có thể ngủ ngồi, làm sao có thể chịu được hàng ngày đáp y, thật là mệt quá. Hoặc nói ở đó khổ quá, con người chịu không nổi, không biết là thật hay là giả. Hoặc nói đại khái không phải như thế đâu. Tóm lại những gì tôi làm đều chẳng đúng, ăn một bữa cũng chẳng đúng, ngủ ngồi cũng chẳng đúng, mặc y cũng chẳng đúng, họ phê bình như thế. Chẳng những tôi tu khổ như thế, mà tôi giáo hóa đệ tử người Mỹ cũng tu khổ như thế, họ lại phê bình nói, thật là hại chết người. Có một lần vị thầy nọ đến tham quan Phật giáo giảng đường, tiền thân Kim Sơn Thiền Tự, phát hiện khoảng 23 cái hộp bằng gỗ, không biết là để dùng làm gì. Buổi tối nhìn thấy những thanh niên người Mỹ sau khi làm khóa lễ buổi tối xong, giống như chim về tổ, mỗi người ngồi trên hộp gỗ ngủ. Lúc đó vị thầy đó mới biết hộp gỗ dùng để làm gì, bèn nói với tôi, ai da, thầy thật là hại người chết. Sao lại ngược đãi họ như vậy, thầy thật là không đúng. Tôi nói tôi chẳng có dạy chúng như thế mà chúng muốn như thế, tôi không cách chi giải thích với ông ta. Người xuất gia nên lúc nào cũng đáp y thì mới hiện tướng tỳ kheo. Hiện tại người xuất gia tự mình không đáp y, còn nói người khác đáp y là không đúng. Các vị hãy nhìn xem, chạy đi đến nơi nào đây, đừng nói bổn la diện mục của tự tánh chẳng nhận thức được, chủ nông gia chơi bổn la diện mục cũng không nhận thức được. Bên ngoài thấy được bổn la diện mục đều không biết được, lấy phải làm trái, lấy trái làm phải, lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen. Như vậy làm sao giáo hóa người? Chẳng những người tại gia phê bình như thế, mà người xuất gia cũng công khai nói mặc y là không đúng. Có tư tưởng như thế thật khiến cho người đau lòng. Chẳng có cách gì giảng chân lý với họ, càng giảng chân lý thì họ càng không tin. Ngược lại còn nói bạn mới là giả, Phật giáo chẳng phải thật, đau lòng lắm sao? Chúng sinh tướng tức là như thế. Mười, đắc được thân lìa dục tế. Phải lìa khỏi hành vi dâm dục, vì dâm dục tức là nguồn gốc của sinh tử. Tại sao chúng ta sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh? Là vì có dâm dục, có ý niệm dâm dục thì có sinh tử, lìa ý niệm dâm dục thì sinh tử chấm dứt. Có người nói tôi đã dứt trừ ý niệm dâm dục. Bạn nói đã dứt trừ ý niệm dâm dục, nó vẫn đang ẩn tàng bên trong, chính bạn chẳng biết mà thôi. Ý niệm dâm dục ở trong thức thứ 8 chẳng biết có bao nhiêu, e rằng còn cao hơn là núi Thái Sơn, vì núi Thái Sơn là do từng hạt bụi tích tập mà thành, do đó do ít tích lũy thành cao lớn. Dâm dục trong tâm của bạn còn nhiều hơn là những hạt bụi của núi Thái Sơn, bất quá mình chẳng phát hiện được mà thôi. Nếu bạn thật không còn ý niệm dâm dục, thì khi bạn đi đường, giày không dính đất, không có âm thanh, có cảnh giới này thì mới chứng minh bạn đã lìa khỏi dâm dục. Thế nào là thân lìa dục tế? Tức là biết tất cả pháp chẳng có hợp, cũng chẳng có tan, rất tự nhiên, chẳng phải tạo tác, chẳng phải miễn cưỡng. Có người hỏi thế nào là hợp, thế nào là tan? Nói tóm lại, kết hôn tức là hợp, ly hôn tức là tan. Phật pháp đang ở bên cạnh của bạn, chứ chẳng lìa khỏi bạn 108.000 dặm. Giảng Phật pháp ở bên ngoài, giảng tới giảng lui có ích lợi gì? Đối với các bạn nghe kinh, chẳng có ích lợi thực tế nào cả. Cho nên tôi giảng kinh chỉ nói về ăn cơm, mặc y, ngủ nghỉ, tức là đạo lý này. Các bạn hiểu được rõ ràng thì sẽ chứng được quả thánh, còn hiểu không rõ ràng, hồ đồ tới hồ đồ lui, khi chết lại bị hồ đồ che đậy, một đời đều hồ đồ. Nghe kinh cũng nghe không rõ ràng. Tại sao? Vì tôi giảng hồ đồ cho nên các vị nghe không rõ ràng. Hiện tại tôi thành thật nói với các vị, tức là điều này. Đắc được thân hư không, không bờ mé, vì phước đức tạng vô tận như hư không. Đắc được thân pháp tánh bình đẳng, biện tải vô tận không dứt, vì biết tất cả pháp tướng chỉ là một tướng, không tánh làm tánh như hư không. Đắc được thân âm thanh vô lượng vô ngại, vì không gì chướng ngại như hư không. Đắc được thân đầy đủ tất cả thiện xảo thanh tịnh Bồ Tát hạnh,
vì ở tất cả mọi nơi đều không chướng ngại như hư không, đang được thân tất cả biển Phật pháp thứ lớp liên tục, vì không thể đoạn tuyệt như hư không, đang được thân trong tất cả cõi Phật hiện vô lượng cõi Phật, vì lìa các tham chấp như hư không vô biên, đang được thân thị hiện tất cả pháp tự tại không nghỉ ngơi, vì biển cả không bờ mé như hư không, đang được thân kiên cố thế lực tất cả không thể hoại, vì như hư không giữ gìn tất cả thế gian, đắc được thân các căn sáng lợi như kim cang kiên cố không thể hoại, vì như hư không tất cả kiếp lửa không thể thiêu đốt, đắc được thân sức lực giữ gìn tất cả thế gian, vì sức trí huệ như hư không. 11. Bồ Tát lại đắc được thân hư không không bờ mé, vì phước đức tạo nhiều chẳng cùng tận giống như hư không. 12. Bồ Tát lại đắc được thân pháp tánh bình đẳng biện tài vô tận không dứt, vì biết tất cả pháp tướng đều là một tướng, một tướng tức là vô tướng, là chẳng có tướng, là vắng lặng, là tịch diệt, pháp là vô tánh làm tánh, căn bản không cách chi có thể nói, giống như hư không. 13. Bồ Tát lại đắc được thân âm thanh vô lượng vô ngại, cũng có thể nói thân của ngài chẳng có số lượng, chẳng có chướng ngại, lại có thể nói âm thanh của ngài chẳng có số lượng, chẳng có chướng ngại. Tại sao? Vì chẳng cách chi có thể chướng ngại được âm thanh của ngài và thân thể của ngài, cho nên nói giống như hư không. 14. Bồ Tát lại đắc được thân đầy đủ tất cả thiện xảo thanh tịnh Bồ Tát hạnh, vì bất cứ ở đâu đều không chướng ngại, giống như hư không. 15. Bồ Tát lại đắc được thân tất cả biển Phật pháp thứ lớp liên tục, vì không thể đoạn tuyệt, giống như hư không. 16. Bồ Tát lại đắc được thân trong tất cả cõi Phật thị hiện vô lượng cõi Phật, vì lìa khỏi tất cả niệm tham và mọi sự chấp trước, giống như hư không. 17. Bồ Tát lại đắc được thân thị hiện tất cả pháp tự tại không nghỉ ngơi. Tại sao? Vì giống như hư không, giống như biển cả, chẳng có bờ mé. 18. Bồ Tát lại đắc được thân thế lực kiên cố tất cả không thể hoại. Tại sao? Vì giống như hư không hay giữ gìn tất cả thế gian. 19. Bồ Tát lại đắc được thân các căn sáng lợi kiên cố như kim cang không thể hoại. Tại sao? Vì giống như hư không, bất cứ gặp đại kiếp lửa gì đều không thể bị thiêu đốt. 20. Bồ Tát lại đắc được thân sức lực giữ gìn tất cả thế gian. Tại sao? Vì sức trí huệ giống như hư không. Phật tử, đó là 10 thứ nhẫn của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đó tức là pháp môn 10 thứ nhẫn của Đại Bồ Tát tu. Ở Trung Quốc là lấy nghề nông lập quốc, nhân dân đều biết đạo lý mùa xuân gieo trồng, mùa xuân gieo giống, mùa hạ trồng trọt, mùa thu thu hoạch, mùa đông cất vào kho, một năm bốn mùa, mọi người đều ấm no, không bị khổ đói lạnh. Nếu như có người mùa xuân không gieo trồng, mùa hạ không trồng trọt, thì khi đến mùa thu, ngồi ở trong nhà muốn thu hoạch ngũ cốc lương thực, không thể nào có được. Chúng ta tu hành cũng giống như làm ruộng, trước hết làm việc lành trong ruộng phước. Khi việc thiện làm đến lúc viên mãn thì tất cả mọi vấn đề sẽ tự nhiên giải quyết được hết. Tôi đến nước Mỹ hoằng dương Phật Pháp vì cứu chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên hàng ngày giảng kinh thuyết pháp, khiến cho họ khai mở trí huệ, biết rõ nhân quả báo ứng là vạn lần sự thật. Cho nên phải nhớ không thể sai lầm nhân quả, bằng không sẽ đọa vào địa ngục vĩnh viễn không được thân người. Nhưng tôi chưa nói với các vị, nghe kinh có ích lợi gì? Nghe kinh là hiểu biết về chân lý, minh bạch đạo lý mà mình chưa hiểu. Thấu hiểu rồi thì mới y pháp tu hành đắc được khoái lạc chân chánh. Do đó tin hiểu hành chứng, chiếu theo bốn giai đoạn này mà hướng về trước thì sẽ đến được chỗ rốt ráo. Chúng ta hiểu rõ vấn đề này thì phải coi trọng Phật giáo, phải ủng hộ Phật giáo, khiến cho Phật giáo ngày càng phát triển. Tục Phật huệ mạng là trách nhiệm của Phật giáo đồ. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều tạo hạnh phúc cho chúng sinh, chẳng phải mang phiền não đến cho chúng sinh. Chúng ta đối với bất cứ tôn giáo nào đừng có tâm thành kiến phê bình các tôn giáo khác không cao mình như Phật giáo. Chúng ta phải dùng câu đạo với hành đừng trái nhau là nguyên tắc, phải tích tập nghĩa lý của tất cả tôn giáo lại với nhau, nghiên cứu triệt để, lấy chỗ dài bổ sung chỗ ngắn, phát dương quang đại, hướng về trước tiến tới, bằng không sẽ bị thời đại đào thải đi. Có người hỏi tôi, ngài là giáo gì? Tôi là chân lý giáo, tôi là nhân giáo, tôi là chúng sinh giáo, tôi là đại chúng giáo. Vì chúng sinh là con người thành, con người có thể thành Phật, cho nên Phật giáo có thể gọi là nhân giáo, cũng có thể gọi là chúng sinh giáo. Phật giáo
là tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta phải thừa nhận tất cả tôn giáo đều là một bộ phận thuộc về Phật giáo, nhưng tất cả tôn giáo họ không thừa nhận là Phật giáo, đó là chuyện của họ, đừng hỏi làm gì. Chúng ta phải mở tâm lượng cho rộng lớn, bao là vạn hữu tận hư không khắp pháp giới đều là biểu hiện của chân lý. Các vị chú ý từ nay về sau, đừng có phân biệt đó đây các tôn giáo khác, họ phân biệt chúng ta đó đây, nhưng chúng ta không phân biệt họ đó đây. Phải làm như thế thì sẽ không có việc gì xảy ra. Bằng không, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, tranh luận với nhau chẳng có ý nghĩa gì hết. Chân lý không sợ khảo nghiệm, khoa học càng tiến bộ thì chứng minh Phật giáo càng chính xác. Do đó, vàng thật thì không sợ lửa, càng luyện thì càng sáng, sáng lạn chói mắt. Bây giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuận lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng: Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại nghĩa lý Thập Nhẫn đã nói ở trên, bèn dùng 107 bài kệ để biểu đạt ý nghĩa. 100 bài kệ trước phân làm 10 đoạn, mỗi đoạn có 10 bài kệ nói về 10 thứ nhẫn, 7 bài kệ sau là kết hỷ. Ví như đời có người nghe có chỗ bảo tàng, vì có thể hưởng được tâm sinh đại hoan hỷ. Ví như trên thế gian có hạng người như vậy, nghe được người nhà nói ở dưới đất chỗ đó có kho báu, nếu đào được kho báu này thì có thể giàu nhất thiên hạ. Người đó cho rằng có cơ hội thì sẽ được kho báu đó, nên trong tâm rất là vui mừng vì kho báu giúp cho họ muốn gì được nấy, làm cho họ toại tâm mãn nguyện. Như vậy bậc trí huệ Bồ Tát chân Phật tử nghe được các Phật pháp tướng tịch diệt thâm sâu, Bồ Tát có đại trí huệ mới là đệ tử chân chánh của Phật. Ngài hay nghe được tất cả pháp của chư Phật nói, pháp đó đều là tướng tịch diệt thâm sâu vô thượng. Do đó, chư hành vô thường là pháp sinh diệt diệt rồi, tịch diệt vi lạc. Nghĩa là các hành vô thường là pháp sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Khi nghe pháp sâu này, tâm Ngài được an ổn, không kinh cũng không hãi, cũng không sinh sợ sệt. Khi Bồ Tát nghe được pháp bát nhã thâm sâu, thì tâm của Ngài đắc được sự đại an ổn, cũng không kinh hãi, cũng không sợ sệt. Này được an ổn như vậy thì mới vào sâu được tạng kinh, đắc được trí huệ rộng lớn như biển cả. Đại sĩ cầu Bồ Đề nghe tiếng rộng lớn đó, tâm tịnh kham nhẫn được, nhờ vậy không nghi hoặc. Đại sĩ tức là Đại Bồ Tát, đại sĩ là bậc đã phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, cầu đạo Bồ Đề. Nghe được pháp âm rộng lớn thâm sâu đó, thì trong tâm rất thanh tịnh, kham nhẫn được pháp môn này, mà đắc được pháp môn này, không có sự nghi hoặc. Tự nghĩ nhờ nghe được pháp vi diệu thâm sâu, sẽ thành nhất thiết trí, đại đạo sư trời người. Bồ Tát tự nghĩ nhờ nghiên cứu tự mình nghe được pháp vi diệu thâm sâu này, tương lai sẽ thành tựu nhất thiết trí huệ, mà làm đại đạo sư của trời và người, tức cũng là thành Phật. Phật là sư biểu của trời người.